He can't go out because he has to study for his exam. Ông ấy không đi ra ngoài được bởi vì ông phải học bài. Vậy thì nếu cậu ta không phải học bài thì cậu ta có thể đi ra ngoài rồi dùng cho câu loại 2 bảo mà. If he Didn't didn't have to study for his exam, he could go Đúng rồi. Exam. He could go out. Number two. She's lazy, so she can't pass the exam. Đoạn câu này xảy ra rồi nhé. Chuyển về loại 2. Ngược lại nè. Nếu cô ấy không lười là cô ấy có thể pass rồi. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nè, câu số 2. Yêu nếu như cô ta không lười, chuyển về loại 2 á. Ủa? Nhật Phương nè. Câu hai là if she were not lazy, she could pass the exam. She were not lazy. She could pass the exam. Number three. He will pay me tonight. I will have enough money to buy a car. Nếu cậu ta sẽ trả tiền cho tôi tối nay, à, tôi sẽ đủ tiền để mua. Vậy thì chuyện này xảy ra trong tương lai. Mình sẽ nói là nếu như cậu ta trả tiền thì tôi sẽ mua xe. Dùng loại một cho con. Chà mi nè. Nếu cậu ta trả tiền cho tôi nè. If he If he pay me tonight, I will will have enough money to buy a car. I will have enough money to pay a car, to buy a car. Rồi cô cho thêm 2 phút làm lại cái câu còn lại á. 3 minutes. Ngọc có sách chưa Ngọc? Em có rồi. Number 4 Thảo Nhi. Number 5 Nhật Phương. Number 6 Minh Phúc. Number 7 Vũ Đoàn. Number 8 Minh Trang. Number 9 Tiên Bảo. Number 10 Hiền Anh. Cái câu 9 với câu 10 thì con sẽ chia bình thường nhé. Tức là cái vế sau mình không có chia. Cái vế sau mình không có chia nhé. Cái vế mà đi với Will á, là mình sẽ giữ nguyên. Vậy thì mình sẽ chia ở đằng trước. Là bạn có làm cái đó hay không làm cái đó. Chỗ này mình phải hiểu nghĩa câu ha. Ví dụ nó bảo là cái vé mà đi với mệnh đề Will Won nhé, đằng trước mà là câu, tức là người ta cho con chữ O thì con sẽ dịch là làm cái việc này, nếu không thì sẽ diễn ra cái việc kia. Vậy thì khi mình chuyển về mệnh đề X thì cái mệnh đề trước cái từ O đó mình sẽ chuyển ngược lại với nó nhé. Ví dụ nó cho con câu khẳng định thì phải chuyển cho cô thành
Cái từ ô mình sẽ bỏ đi, mình thay bằng dấu phẩy rồi mình viết lại cái mệnh đề là sao. Nhưng mà đằng trước, ở trước mà khẳng định thì sẽ truy thành phủ định. Ví dụ như là học chăm chỉ thì mình sẽ nói là nếu bạn không học chăm chỉ. Còn câu số 10 là phủ định thì viết thành khẳng định cho cô, tức là đừng có impatient, mà impatient là không kiên nhẫn. Đừng có không kiên nhẫn thì tức là mình truy ngược lại là bỏ cái từ đông đi, chuyển cái câu đó thành câu câu chủ động nhé. Từ từ impatient nó là không kiên nhẫn. Nếu bạn không kiên nhẫn thì bạn sẽ mắc lỗi. Rồi, nếu người ta cho câu mà ảnh thức oi thế này, vế đầu tiên là câu khẳng định thì mình sẽ chia là is đi với not nhé. Còn nếu như người ta cho nó thì mình sẽ chia is không có nó. Rồi, cảm ơn number 4. Thảo Nhi câu số 4 nào. Con thưa cô muốn là if he didn't smoke too much, he could get rid of his car ạ. Correct. Type 2. If he didn't smoke too much, he could get rid of his car. Hóc là bị ho. Get rid of là remove, tức là thoát khỏi hoặc là loại bỏ. Number 5. Nhật Phương nè. If she wasn't very shy, she would enjoy the If she wasn't very shy, nếu mà cô ấy không ngại ngùng mắc cỡ thì cô ta sẽ enjoy the party. Chỗ này would hoặc could đều được nhé. Number 6. Bốt nè. Con nói cô là if I get a work permit, I stay for another month ạ. Thiếu chi gì rồi? Thiếu chữ will rồi. Ủa sao bữa nay Phúc học cái phòng tối vậy? Có đèn không? Đây con bật đèn cô. Bật đèn lên cho sáng. Rồi, if I get a work permit. Work permit là giấy phép làm việc nhé. Rồi, I will stay for another month. Những người mà đi nước ngoài làm, họ phải có cái giấy xin phép. Họ xin họ lưu trú lại được bao lâu. Thì nếu như mà có cái giấy đó thì sẽ là ở tiếp thêm một lâu một tháng nữa. Number 7. Vũ Đoan à. Đoan bật cam lên. Có đâu cô bảy là if he took any exercise he would so unhealthy ạ. Nếu cậu ta có tập thể dục thì cậu ta không khỏe hả? He would healthy ạ. He would be healthy hoặc là he would not be unhealthy. He would Một là be healthy ạ. Hai. If he took Any exercise he would Any be healthy. exercise. Không phải exercises nhé, cả lớp bỏ cho cô chữ S đi. Exercises có nghĩa là bài tập. Bài tập theo kiểu mình làm bài. Còn tập thể dục thì là exercise. He would be healthy. He would be so healthy. Còn không thì mình sẽ nói là he wouldn't be so unhealthy.
Number eight. Con gonna go là if I had the right to change, we could get the ticket. If I had the right change, we could have a ticket. If I had the right change, we could get the ticket. Number nine. Đảo. If you don't study hard, you won't pass the If you don't study hard. You won't pass the exam. Number 10. Hiền Anh. nó cô là If If impatient. 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 Mày đang làm sao giữ nguyên là you Will make mistake. you will make mistakes, mắc lỗi ha. Bài bốn tương tự ha, bài bốn tương tự không có gì. Chỉ có điều là mình nhớ nhá, nếu như câu đề cho là thì quá khứ đơn là mình phải lùi về loại 3 nha, bởi vì mình đặt ra một cái giả thiết trái với cái quá khứ đó. Để mình có loại 3 sẽ là câu nào? Number 1 nè. Number 1, number 3, number 4 và number 7. Number 9. Sorry, number 9 không phải. Number 10. Có người là mình cẩn thận nó bảo là gì, she got married at such an early age, otherwise she would be at university now. Cô ấy kết hôn ở độ tuổi quá sớm. Otherwise, nếu không thì bây giờ cô ta đã học đại học rồi. Thì cái chỗ nếu không thì nó đã chia rồi nhé. Ha. Tức là nhỏ này nó kết hôn sớm quá. Chứ không là bây giờ đã đi học đại học rồi, có nghĩa là bây giờ là không có học đại học nha. Thì cái vé đằng sau người ta đã chi giả định cho mình sẵn rồi nhé. Vậy mình sẽ nói là gì? Nếu cô ấy không kết hôn quá sớm, cái việc kết hôn nó diễn ra ở quá khứ. Còn bây giờ là cô ấy học đại học hay không là hiện tại. Vậy thì câu số 10 để cho cô là câu điều kiện trộn nhé. Điều kiện trong quá khứ nhưng mà kết quả ở hiện tại. Trộn loại 2, loại 3 và loại 2 với nhau. Ở tương tự mình có câu số 7 cũng có otherwise. Cũng vậy luôn, bởi vì otherwise nó đã chia sẵn cái giả định rồi ha. Còn nhớ câu điều kiện trộn không? Nó trộn loại cái một cái điều kiện nó trái với quá khứ nhưng mà cái kết quả nó sẽ trái với hiện tại ha. Câu điều kiện trộn đây, ở đây nhé. Rồi vậy thì câu 7 và câu 10 sẽ dùng loại trộn cho cô. Giả định ở quá khứ, kết quả ở hiện tại. Còn đi thi mà gặp cái câu nào mà nó có will hoặc là want, nói về tương lai thì dùng lại một ha. 2 phút nữa.
À, câu 1 cũng dùng loại trộn luôn. Mình thấy nó chèn cái từ nào lên, một cái ở quá khứ, một cái ở hiện tại là dùng loại trộn nhé. Ha. Number one. Bảo number two. Number three. Me. Number four. Bảo Ngọc. Number five. Hiền Anh. Number six. Minh Phúc. Bao nhiêu phút làm rồi? Number six Đoàn. Seven Trang. Number eight Nhật Phương. Number nine Thảo Nhi. Number ten Bảo. Bảo làm câu một với câu cuối. À, bảng number one. If I had eaten lunch, I would have felt hungry. Và Tôi không ăn. I If I. wouldn't have felt hungry Đúng rồi. If I have eaten lunch. Nếu ăn trưa là giờ này tôi không có đói. À, I wouldn't feel hungry now. Loại này loại trộn nhé. Một chuyện trong quá một cái trong quá khứ, một cái hiện tại. Number two. con cô là number two làm if Tôi chỉ đến nếu họ mời tôi, và nếu họ không mời tôi thì sao? if À, they con đảm. didn't Cái câu này nó thuộc loại gì ta? đào nữ ạ. Cái chuyện này không, nó đồng ngữ. Ý là câu này nó xảy ra chưa? Câu Chưa. này ít khi gặp thế. À, chưa xảy ra, mình lấy lại một luôn nhé. Nhưng mình nói ngược lại một tí, tại vì Con là đi thế không là ít ít chay. if they don't invite me, Đúng I don't rồi. I say I don't nhỉ? I will yeah, đúng không? come. Will Now, not. I won't. Không mời thì tôi không đi. Đi nó cười mình sao? Number three. Me nào. If he had revised all his lessons, he wouldn't have fallen exam. If he had revised all his lessons, wouldn't have nhé. Loại này là ba mà đúng không? Wouldn't have failed. Đúng rồi. Nếu cậu ta ôn bài thì cậu ta sẽ không rớt. Number four. Ngọc nào. If I had known you were coming, I would have met you at the airport. Correct. If I had known you were coming, I would have met you at the airport. Number five, Hình Anh. Cô con tưởng con câu 6 ạ. Có sát của bạn Đoàn không? Con câu cô là if I live better. À, if I lived ED. Sao nữa nào? Too far from my
Okay. Tức là tôi sống xa. Tôi sống xa nơi làm việc cho nên là tôi không kịp giờ làm. Vậy thì nếu tôi sống không xa đúng không? If I didn't. If I didn't live too far from my office thì tôi sẽ không trễ. Đây là tôi trễ, tôi không kịp nhé. Vậy thì tôi sẽ kịp nè. I would. In time. I would stay in time for work. Number 6. Đồ ăn nào. Trẻ em không đi học khi mà trời có tuyết. Vậy thì nếu như không tuyết thì trẻ em nó sẽ đi hay không đi? Tức là trời có tuyết thì nó không đi. Vậy thì nói là nếu trời không tuyết thì nó sẽ đi nè. Nếu trời không có tuyết nè. Dùng If if weather the weather isn't isn't snowy, snowy, đúng rồi. The children the children will go to school. correct, we go to school. Number 7. Cô ơi, sao chính tả cô ơi? Ở đâu nhỉ? Ở ngay đầu câu 6 ạ. Ok. 7 nè. Ông ấy chết lúc còn trẻ đúng không? Rồi, con làm đi. Con thưa cô là if he hadn't died when he was so young, he would be famous Correct. Nếu ông ấy không mất là giờ ông nổi tiếng rồi. If he hadn't died when he was so young, he would be a famous musician. Nhạc sĩ nổi tiếng. Bài nào? Number 8. You don't tell me the whole story, I won't help you. If you don't tell me the truth, I won't help you. Number 9. Thảo Nhi. Câu 9 là the car couldn't break down so often if you took good care of it. That's right. The car wouldn't. Chiếc xe sẽ không bị hư. Wouldn't break down so often. If you good care of it. Nếu bạn chăm sóc nó thường xuyên, nếu bạn bảo trì nó thường xuyên thì nó sẽ không bị hư. Number 10 bảo. If she had not got married at such an early age, she would be at university now. Correct. If she hadn't got married. At such an early age, từ sớm ở đây nó nhấn mạnh như thế, ở độ tuổi sớm như thế. Right. She would be. Bây giờ cô ấy đã đi học đại học rồi, university nào. Bài số 5 nhé. Thì 5 bảo làm gì ta? Viết lại câu không đổi nghĩa. Sử dụng unless thay vì
Tức là người ta cho mình if not thì con sẽ chuyển thành unless for, là mình sẽ bỏ từ if và mình bỏ từ not ra. À, vậy thì mình chỉ chỉnh cái mệnh đề chủ if nha, còn mệnh đề đằng sau if là mình không làm gì cả, mình chỉ là dùng cách viết thứ hai của if not là bằng unless. Cô làm mẫu câu 1 nhé. Ở đây cô có là if you do not, rồi đi với một động từ là study. Giờ cô chuyển là cô sẽ bỏ if đi và bỏ do not đi, giữ lại động từ chính nhé, thì nó mới ra được unless. Ở chỗ này sẽ là unless là bằng if not rồi, rồi you study. Và mình vẫn sẽ dịch là nếu như bạn không học, bởi vì unless mình sẽ là nếu cái người đó không làm cái gì đó. Unless you study hard, mình là đằng sau không làm gì nó nhé, giữ lại trang luôn. You will fail the exam. Number 2, number 3, Trà My, number 4, Nhật Phương, number 5, Hiền Thảo Nhi, number 6, Hiền Anh, number 7, Trang, number 8, Đoàn, number 9, Bảo, number 10, Minh Trang. Ồ, Trang rồi, bạn nào? À, đang làm hai câu đâu. Không, có một bạn nữa, còn một bạn tôi chưa gọi. Phúc hả? Phúc đúng không? À Con làm câu không, hai rồi à? Phúc câu 2 rồi. My câu 3, Phương câu 4, Thảo Nhi câu 5, Hiền Anh câu 6. À, câu 10 Ngọc. Rồi, phút năm mặt trêu nè. Con cô là unless you like this one, I will bring you another. Another. Number 3. Unless she hungry, she will Hurry, mình làm sao nhỉ? Yeah. Yes, đúng rồi. Will be late. Number 4. Unless you are careful, you will cut yourself. Unless you are careful. Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ tự cắt tay, sẽ bị cắt tay, đứt tay đó. You will cut yourself. Number 5. Nhi. Con cô là unless you have knees, you couldn't have no that we wanted. Okay. Unless you have sneeze. Hắt xì hơi ha. Hắt xì đó. Hắt xì. Nếu mà bạn không hắt xì, đó, sneeze, thì cậu ta sẽ không nhận ra mình để ở đây đâu. They would not have known that we were there. Number 6. Con nói cô là if you work unless you work harder you will be sharp ghi lại ạ. Đúng rồi, sacked là bị sa thải nhé, nếu mà bạn không làm việc chăm chỉ nha. Unless you work harder, you will be sacked. Từ này bằng nghĩa với từ dismiss nè, có nghĩa là sa thải, bạn sẽ bị sa thải.
Và cái vé sau mình viết lại luôn nhé. Còn because of your laziness. Number 7. Còn cô là unless there had been the heavy stone, the climbers will not have died. À, cái đề bị sai đúng không? Cái đề là would chứ đúng không? Cái từ will á, đề bị sai, ghi là would chứ không phải là will. Rồi. Unless there had been the heavy storm, the climber. Tâm bà là người leo núi nha. Would not have died. Number 8. Đoàn. Alo cô, tắm là câu điều kiện loại ba rồi cô ạ. Không, tức là mình viết lại. Mình viết lại, mình không có đổi. Mình chỉ đổi chỗ if not thành unless thôi. À Cho nên nó vâng, sẽ là serious. unless she did try, à she try bỏ đi, try her best to do it herself. She had found that nobody can help her. Ok. Rồi cái chỗ này mình unless không có sai nhé, nhưng mà để cho nó suông mình sẽ viết cái chỗ này luôn nhé. She has found, cô ấy nhận ra rằng, chưa, cô ấy nhận ra rằng rồi, that nobody can help her unless try her best, cố gắng hết sức nè, to do it herself, để làm nó bằng từ bản thân cô ấy, herself. Number 9. Bảo. Unless you know how to spell a word, you should look it up in the dictionary. Unless you know how to start a word. Look it up in the dictionary là tra từ điển. Tra từ, look it up. In the dictionary. Number 10, Ngọc Ngọc. Unless it had rained Last then night. The campfire, lửa trại, would not have been been cancelled. Okay. Unless it had rained last night. Bà Sáu ở nhà làm rồi nên cô gọi nhé. Tụi bạn làm cho cô không? Mỗi bạn làm 2 câu nhé. Bảo number 1 and 2. Bảo có 1, 2 nào, bảo nè. một cơ mồi lồng real bài à. À, will buy. Number 2. Qua là hát driven Had driven, had or has? hát À, had driven. Number 3, Đoàn Ngọc. 3 and qua đâu cô, câu số 3 là Tom Goodwin Morris if the train had. four. Câu số 4 là if I spoke English
job would be a lot Rồi, cả easier. lớp Nếu nói cho bạn nói cô. tiếng Anh, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ok, cái từ the trend hot sở giúp cô với là he trend hot nha. Cậu ta tập huấn luyện he chứ không phải là the, bỏ chữ đó đi. Rồi, number 3 would win. Number 4 would be. Trang, 5 và 6. Con thưa cô là câu 5 là B ạ. Tại sao lại mình đạo ngữ nha? Có năm sao mình lại đạo ngữ nha? Phải là you will đúng không? Vậy thì bỏ câu Vâng. B đi. Bỏ câu B đi. Vậy thì nó sẽ suy ra một loại câu điều kiện là loại gì nhé? Loại không đó là gì nhé? Con thưa cô, câu điều kiện loại không là if cộng s cộng verb hiện tại đơn, phải s cộng verb hiện tại đơn ạ. À, rồi nó có thêm một cái dạng biến thể tại đơn, tức là chỗ đó yêu cầu người ta làm cái gì là mình sẽ dùng câu mệnh lệnh. Tại vì câu B nó sai rồi, thì suy ra mình sẽ suy. Câu B sai rồi, tại vì không thể nào là dùng will you được. Con với cô là phone 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 me tonight. Đấy. phone Hôm trước cô có bổ sung đó. À, nếu như nó dùng ở hiện tại đơn mà nó không cho mình động từ, nó không cho mình chủ ngữ thì mình sẽ dùng hình thức là câu mình làm bắt đầu bằng một động từ giữ nguyên. À, nếu mà bạn thấy giống như là nói chuyện thì cứ gọi cho tôi, feel like nếu bạn thích chat thì cứ gọi cho tôi ha. Phone me. Câu số 6 Con thấy cô 6 là A. nè. They ask me. Nhật Phương, 7 and 8. Là cô bình A. Now, A would have invited. Number 8. À, biết là B. Didn't eat. Cô tám B. Ok. Minh Phúc nào? Con nữ cô là câu số 9 là C ạ. A. Đọc cái từ đó cho cô với. If I had enough money, I would buy a house. Nếu mà tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua nhà. Number 10. Number 10 là A. Họ, Ai? they won't let you in if you come late. Họ sẽ không cho bạn vào nếu mà bạn đến muộn. Ok. Exercise 7. Jamie, number 1, 2. I'm sure he would mind if we arrived. Number 2. We will phone. Thảo Nhi, number 3 Câu 3 là hút hít ạ. and Câu 4 là hút ạ. 4. Hiền Anh, 5 and 6. Con thưa cô là câu 5B ạ. I am free là loại một mình dùng can á, can go number 6 nè. Nhầm con Number 6 câu 5 là B ạ. nè. Câu 5 không, câu 5 là D. D ạ. Câu 5 là D là loại 1. Câu 6 là loại mấy này? Girls là hiện tại đơn, nó là loại 1 luôn.
Loại màu thì giống gì đây? Thì anh viết cái bảng này vô chân vở chưa? Hả? Câu điều kiện nè. Bổ sung vào vở cho cô nhé. Rồi. À, ở đây mình có là she đi với động từ giữ nguyên nè. À, sorry, she đi với động từ SES ở hiện tại thì mình sẽ dùng will nhé. Là một ha. Rồi, chỗ đây sẽ dùng là will have. Bấm không? 8, 7 and 8. Stop. Stop. Number 8. Well spoken. Have spoken. 9 and 10. Thảo Nhi. On the call for chín là have listened và good have performed. Ủa, sao trong này là có từ will trong này nha? À, cái từ will trong cái đề sửa cho cô thành từ well. Ha, rồi ở đây sẽ là he have listened và would have performed. Number 10. Là suốt out đâu á. Would go. Loại 2. Rồi cô lấy cái đề cô gửi trong nhóm bảo in đó. Lấy ra cô ôn bài nhé. Bạn nào chưa in thì bật cái file đó lên. Cái file PDF á. Bạn nào chưa in thì bật chia màn hình ra, một bên là cái phần bài giảng của cô, một bên là cái PDF nhìn vô. À, cô cũng có Có xin file mà. cô cho xuống kia lấy không? Xuống tới nhà Cô lấy lấy không? đi. Ok. Cô cũng có file. Bạn nào không có thì nhìn lên màn hình rồi ghi sửa vào trong vở nhé, sửa trong vở rồi về in ôn bài. Hôm nay ôn thứ bảy ôn, tuần sau làm kiểm tra, còn nửa buổi ôn tiếp ha. Rồi lập cái trang số 8 cho cô này. Bảo nè. Bảo number one. Câu 1 là be quiet the baby is sleeping. Rồi. He's sleeping. Number two, Đoàn. Isn't rain ạ. Sao lại isn't? Doesn't chứ. Doesn't rain ạ. Còn nào? Doesn't rain. Minh Phúc ở chương Yulan. Trà My nè. Cô là hấp thích. Ago là từ gì nhỉ? Ago là quá khứ đơn đúng không? Thoughts. Thảo Nhi. Since. Since là dấu hiệu của thì gì? Hiện tại hoàn thành ạ. Đúng rồi. Day. Have been spoken. Have been spoken to each other. Sau khi họ cãi nhau, kể từ khi họ cãi nhau. Nhật Phương nè. Câu đó là quen. When's loại 2. Bấm không? If Tries. Bởi vì có will. Will là quá khứ. Will là loại 1 ha. Chán. cô là would give. Câu mong ước là trong tương lai would give. Chà mi.
Mới làm được câu này không? Giáo viên yêu cầu Jack làm gì đó nhé. Ask somebody to work nè. Rồi. Chỗ này sẽ là to write, yêu cầu nhé. Giáo viên yêu cầu Jack viết một bài essay, viết một bài luận. Bài luận về dòng sông Thames. Bảo. Advice. Advice đi, giáo viên nhớ không? Wait, Somebody. wait, 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 To verb nha, to verb. Ghi công thức vào nha. Những cái động từ này nó hay, nó nhiều ấy. Mình sửa tới đâu, mình ghi tới đó. To wait. Rồi. Phải làm bài tập, tức là bài tập phải được làm. Hiền Anh phải được làm, câu bị động là gì nhỉ? Must done. Done, thiếu to be rồi ha. Must be done, phải được làm. Must be done, thường xuyên. Rồi, cấu trúc câu bị động ha. Chủ từ, vọng động, từ cộng, tân ngữ. Lấy tân ngữ ra làm chủ. Rồi do to be, động từ chuyển về. Cô bay đi, bye. Object. Nhớ không? Đây. Cái này đưa xuống. Tuy nhiên nếu như chủ ngữ là một đại từ nhé, nếu chủ ngữ là đại từ, ví dụ như là I, you, we, they, he, she, it, hoặc là people, là nói chung chung, thì mình sẽ bỏ ha. Hoặc là somebody, nói chung chung á, thì lúc này mình có thể bỏ nhé. Có thể bỏ by tân ngữ đây. Vậy thì trong câu này cô sẽ bỏ được khi chuyển xuống nè. Mình bỏ được ở đâu? Somebody bỏ được nè. Đây bỏ, bỏ. Nhưng mà the boy và the trip, chỗ đây là danh từ bình thường nhé. Nó là danh từ bình thường nên mình giữ lại. Còn câu 2, 3, 4 thì mình bỏ đi. Nhật Phương nè. Phương đi đâu rồi? Mình xác định tân ngữ là được nhé. Ở câu số 5 nó có hai tân ngữ, vậy thì mình sẽ nói là gì? Cậu trai đập vỡ cửa sổ và lấy bức tranh đi, mình sẽ nói là cửa sổ bị đập và bức tranh bị lấy đi. Bởi cậu con trai đó. Bảo nè. All the work of the plan was instructed by the chief engineer. Instructed chứ đúng không? Rồi. Cậu bay đi. Ok, the workers of the plants. Plant là nhà máy nhá. Plant là nhà máy. Nhà máy đó, factory. Bình thường nó có nghĩa là thực vật. Trong đây là nhà máy nhá. Công nhân của nhà máy nè. Were, số nhiều. Were instructed, được hướng dẫn. By the chief engineer. Chief engineer là trưởng ha. Kỹ sư trưởng, chief là người đứng đầu. Chief engineer. Thủ đoàn nè. My books. Ano cô sum of my book have been taken Còn câu nào? away away. Away. Number 3. Minh Trang, the Con với cô là the meeting will be held held meeting. Before May Day. Before May Day. Bảo Ngọc. Chỗ đây nó sẽ là modal verb, mình sẽ giữ lại rồi đi với be nhé. Xem cái chức năng của nó giống như là will vậy. Ở đây sẽ là the engine. Thôi nữa nè. Has Has to to be be. Rồi repair làm sao?
Cục cục ba ấy đi, cục ba ấy đi thôi đi. Rồi, xong, từ đây được bỏ rồi. Thảo Nhi nè. The window. Was Was broken. And some broken. And some picture taken taken away by by the boy. the boys. Mình học từng chuyên đề nhưng mà đi thi là hết tổng hết luôn, cho nên là bắt buộc mình phải bóc ra được cái câu đó đang hỏi về cái gì. Cho nên trước khi đi thi nhớ ôn công thức lại hết từ đầu tới đuôi luôn. Mà cái cách dễ ôn nhất là lôi tất cả những cái video đã từng nộp cho cô lôi ra lại ngồi nghe mình nói à, và ôn lại hết luôn đó. Chứ giờ lật cuốn vở vỡ quá trời luôn, đâu biết chỗ nào. Lấy video lại. Rồi mình nghỉ 5 phút và học lại nhé. Nghỉ 5 phút ha.
Rồi, làm bài tiếp nè. Các bạn bật camera nhé. Rồi, nhớ lùi thì ha. Xác định động từ lùi thì bảo nè. Johnny told his mother that he didn't know how to do that exercise. Didn't know how to do this chuyển thành that exercise. Right. Advise somebody to do something. Còn nếu phủ định sẽ là not to verb ha. Trang nào. Con thưa cô là my brother advised me not to come back before 1 o'clock. Not to come back. Khi sửa đề nhớ ghi cái công thức ra nhé. Công thức rồi về mình xem lại mình nhớ là cái chỗ đây mình chia là do nó vậy ha. Use to verb nè, Minh Phúc nè. Phúc đâu rồi? Con nêu cô là I used to fish when I used to fishing I used to fish Động từ. I used to go fish. Go fishing. Động từ là when, chuyển thành go. Go fishing. When I was young. Right. If hoặc là weather nè. Nhật Phương. My friend asked me if I was going to leave If I was going to leave tomorrow chuyển thành the next day hoặc là the following day. next day. Ôi, con Hương nó cũng bận nữa. Con xin phép tắt. Ok. Có từ để hỏi thì lấy lại từ để hỏi ha. Rồi chủ ngữ động từ. Động từ lùi thì chà mi nè. Bill, what time he had gone to bed? The night before. Chỗ nào không hiểu hỏi cô nhé. Rồi. Thật là tiếc. Tôi ước tôi làm gì chỗ đây nhé. Cái tiếc nó chỉ là giới thiệu cái sự tiếc muốn trong quá khứ. Lúc này nó mới ra được từ ước ha. Mình sẽ chia cái mệnh đề màu vàng nhé. I can't help her with her business. Giờ tôi ước tôi giúp cô ta nè. Thảo Nhi. I wish I could Đúng rồi. Could help her with her business. Sẵn có từ help thì công thức của nó luôn ha. Help somebody động từ giữ nguyên. Help somebody to động từ giữ nguyên. Hoặc là help động từ giữ nguyên. Hoặc là help somebody with something nhé. Danh từ. Công thức của help. Ôi, cô nào viết viết nhầm gon thành don don rồi thôi. Ok. Gone. Thế nào cô đi sai cứ nói cô đi nhé. Cô bảo máy không được tốt.
Bảo Ngọc nè. The children said that Lỗi thầy, lỗi thầy. they were waiting They were waiting for the school bus. for the school bus. Cái câu mà listen to me and don't make a noise, đây là câu mệnh lệnh. Mệnh lệnh mình tự ask thì nó không phải là hỏi nữa mà nó sẽ là yêu cầu nhé. Yêu cầu ai làm gì đó. Ha, sẽ là ask somebody to work. Và hỏi yêu cầu họ không làm sẽ là not to work nhé. Ask somebody not to work. Ở trong câu này có hai vế, thì một vế là yêu cầu làm và một vế là không làm. Đoàn nào. Còn đâu cô, giờ teacher ask his student to listen to her and not to make a noise. And not Rồi cô, his student phải dùng her à? make a noise. Ông ấy. Him His student là ông học sinh của ổng là Zira, đây là giáo viên là nam. Ask to verb and not to verb. Mình có mệnh đề một ha, mệnh đề một nè, tức là because, bởi vì A cho nên mới xuất hiện việc B, because A cho nên B, chỗ này mình sẽ viết thành A. A là lý do ha, rồi so B hiền anh nè, chuyển câu chính thành so cho cô nè. Con thưa cô là nay sẽ still đi hát. Phải. So, So, còn lại viết lại nhé. She completed her exam successfully. Tức là mình bỏ because đi, mình chèn so ở chính giữa lại là xong. Successfully. Chị của tôi học chăm chỉ cho nên cô ấy hoàn thành kỳ thi và xuất sắc. Successfully. Còn nhớ suggest không? Suggest tiếng Anh nào? Đồ ăn. Nó có tâm sắc ghét tịch going forward. Nhưng có quá. Và mình làm nhanh bài phonetics nhé. Để cô đọc ha. Cô đọc, mình đọc ABCD là được ha. Out, round, about, would. Đi Có. À, đi. Chair, jack, machine, child. machine machine Machine. I'm sure. Cô check cái từ would. Good. Good. Như đẹp thì sai. Ở đây sẽ làm u nhé. U hay gì? Soon. Đọc lâu ra hà. Soon. Và good. Good làm u ngắn thôi. Nó ghi trong cái phiên âm ghi kiểu này nè. Ha. Good. Và good. Good. Không u dài. Good. Woods. Dough, enough, cough, rough. Không có đáp án quá. Có đọc lại nè. Dough, enough, cough, rough. Câu A, kiểu này là âm câm. Cô đọc là dough thôi, cô đâu có đọc đuôi âm đuôi đâu, đúng không?
Tùng in cái này ra chưa Tùng? Chưa. Bật cam lại, bật sửa đây vô vở nha. Nó là bật Vâng. cam, sửa vô vở. Nằm bên. Happy hour high hotel. B. B. Happy Hour. hour. Equal fashion champagne match. Đáp án là A. 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 Y Câu y A. của của âm ô, âm ô ha, âm ơ còn kia là âm a, equal. Only cotton cross economic. Lại nha. Only cotton cross ai a ai o ai o n only o đọc là own. only Own âm o nhé. Own baggy minority style. there C there style. Rồi. Design, ghost, clothing, strong. đó là B, Ghost. Ghost âm g, nhưng âm kia là không âm, không đọc. Casual, sale, sleeveless, slit. Đáp án là ai ạ? A, casual. Rồi. Tổng có 1-2 nè. Tông. Cô là Have played à thì gì? Have played thì đồng thanh giống gì đây? xin ạ. Xin. Đi thi phải bóc cho kịp ra cái công thức nha. Bữa mình kiểm tra chuyên đề có mấy cái luôn, đi thi rồi cả đống luôn. Câu số 2 nữa Tùng. Ủa cô thấy câu 1 before hay sao? Before 1995 thì con phải dùng quá khứ đơn hoặc là quá khứ hoàn thành đó. Con là hẹp, hẹp á, có hẹp thì phải xin. Câu 2 Tùng nào. C ạ. Last night, quá khứ đơn. Không phải là C mà là D hết. Trang nè. Next week. Con được cô là à. I will be held. Rồi every year nè. Con hỏi cô. Con được cô là C A A. I are exported. Được ha, xuất khẩu sang châu Âu. Con đưa cô là câu số 5 là B ạ. B. Câu số 6 nè. C ạ. C. Thảo Nhi. Details, chi tiết cần được gì Câu 7 là để đây. Đề subject được kiểm tra. Rồi, câu 8 nè. câu 8 là Loại một dùng câu A cô nhé. Tại sao không dùng B? Bởi vì câu này là sẽ phải làm gì đó chứ không phải là có thể phải được. Have to là phải, cho nên là sẽ phải đi tìm gia sư ha. Tutor, gia sư. Nhật Phương nào. câu 9 là B. B, interesting, tính từ. Tính từ miêu tả sự vật sự việc dùng gốc.
Em câu 10. B. Tôi không thích dùng bởi vì nó có lợi à, nó có một số gì á, bất lợi nhé, disadvantages, bất lợi. Advantages và benefits là thuận lợi, cho nên là bất lợi. Tôi không thích nó bởi vì nó có một số bất lợi hoặc là một số nhược điểm. Tìm lỗi sai nè. Đoàn có số 1. Ô một đáp án là Heaven Sea nào. À không ạ. For sai ở for. À, bạn đang dùng là xin nhé đúng không? Xin 20 Heaven crown. Sea ạ. À, có số 2. Chà mi nè. Expect to work, đúng rồi. Đón tiếp à, đón tiếp, đón khi nào nó ra thôi. Ok. Đoàn biết câu này Câu 2 đúng không cô? không? Ừ. Sai ở Rồi. D ạ. Câu D nhé. Tính từ mà miêu tả sự vật sự việc thì tính từ đó dùng cho cô gốc in. Sai Ha. D. À, chỗ này sẽ là time consuming, tức là tốn thời gian. Time consuming. Time consuming, tốn thời gian. Học ngôn ngữ là một công việc tốn nhiều thời gian. Câu số 3, Nhật Phương nè. Câu 3 là B. B đúng rồi, visited, have visited. Câu số 4. Thảo Nhi. Sai ở C à? Đúng rồi. This is the Thành first half time try. I have tried. Hiện tại hoàn thành ha. Câu số 5. Trang nè. Con nói cô là Ok. Không còn thầy luôn. Không thấy sai chỗ nào luôn, tức là chỗ A đúng rồi là chắc đúng, chứ cái nào mà nó chắc rồi thì mình bỏ nó qua. Chỗ này chắc chưa? Lần Rồi cuối cùng à, chắc rồi, câu B chắc luôn không? chắc ạ. 5 năm rồi chắc rồi thì loại AB ra, giờ còn hai câu là C với D, thì một cái D nó sai thì tức là C nó sai thì cái kia đúng, cái kia sai thì này đúng, thì cái nào nó đúng trước đã. Bây giờ 5 years, the 4 5 years đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, vậy thì câu này sai. Hả? Sẽ là gì, hiện tại thành là gì? Nhờ hiện tại hoàn thành là Là Haven ạ. Haven. Hát sinh bin ha, hát sinh bin. Rồi, câu tiếp theo là math problems, là từ bài toán. Bài toán thì dùng, mình giải bài toán là động từ nè. Tức là for sẽ đi với một động từ thêm in nhé. For đi với một động từ thêm in. Ở trong này cô có hai cái phần in là working và doing. Giờ mình làm bài tập thì mình sẽ dùng cái gì? Doing hay là working? Doing. Doing, doing math problems, tức là làm bài giải giải toán, giải cái vấn đề liên quan tới toán học ha. Rồi. Thứ nhất là có những chương trình dùng để giải toán. Thứ hai, có những chương trình dùng để, the studies ở đây nó là nghiên cứu nhé. Nó là danh từ. Thì trước đó mình dùng một tính từ. Mình nghiên cứu gì đây? Nghiên cứu nào? Người ta dùng máy tính để làm nghiên cứu gì? Dầm hết cái từ vô này. À, scientist. Nghiên cứu khoa học. À, scientist. Scientific chứ. Scientific. Nghiên cứu khoa học. Không gọi là scientific đúng không cô?
Không được, làm toán, làm toán là sao, sao anh sẽ việc được à? Writer là danh từ, university, angry, adjective, computer noun, have, verb, adult noun, sound, verb. Working là verb in nhé. Number 3 nè. Từ khóa của mình là business people. Chọn từ nào đấy? Right. Danh từ đúng không cô? À đúng rồi, writers. Bạn nào Writers. biết, cứ đoán nếu sai thì thôi nhé. Chứ nào không có gì sai hết, chị sẽ nghĩ. Rồi, schools đi với từ nào đây? University. Đúng rồi, universities. Children, chị em đi với ai? Chị em đi với ai? Người lớn Người lớn và con adults. adults Rồi, like là thích. Thích thì phải thích cái gì đó. computer À, computers. Thích máy tính ha, computer. Cô bỏ bớt những từ đại dùng nhé. Rồi, còn 4 từ nữa. When they are sing. Người, cái gì đây? Người ta thích. Người ta thích cái máy tính nó hát lên khi mà họ đang làm gì? They Okay. are working, tức làm việc thì người ta bật máy tính cho nó hát đó. Rồi. Computer là chủ ngữ. Light là tân ngữ. Ở giữa thiếu một động từ. Hát. Đúng rồi, hả? Rồi, string là tính từ. Thì động chủ ngữ ha. Nó có vẻ, nó nghe Sao? có vẻ sound, nghe có vẻ như ha. Strange. Cuối cùng là Người. see angry. Bài tiếp theo tự làm nè. Convenience, what does it mean? Thuận lợi Thuận lợi ạ. thuận tiện Thuận tiện, Thuận thuận tiện tiện. không phải thuận tiện nhé. Tiện lợi chứ không phải thuận lợi. Where là mặt nè. Mặc ạ. Know. Biết ạ. Biết. Biết ạ. Impressed. Ngạc nhiên ạ. Ngạc Ngạc nhiên. nhiên Không ạ. phải. Không phải. Cái người đó nó gây ấn tượng cho mình thì mình sẽ là impressed. Tức là mình cảm giác là có ấn tượng. Tức là Có ấn tượng. bị cái gì đó làm cho mình ấn tượng. Là tôi bị ấn tượng bởi cái màn trình diễn đó ha, kiểu có ấn tượng tốt đó ha. Ghi là có ấn tượng tốt đi nhé, nói cho dễ hiểu ha. Có ấn tượng tốt với cái gì đó, cái gì nó làm cho mình nhớ mãi luôn. Rồi, nó là tính từ nhé. Rồi, do là biết rồi. Difference, khác. Convenient adjective, where verb, no verb, impressed, adjective gốc ed. Do verb, difference adjective, don't. I wish I had more time to get to. Tôi ước tôi có thời gian để làm gì đáp ứng của bạn đấy. Tôi sẽ to sẽ đi verb đúng không? Để làm gì đáp ứng mình đây? No. No, right. Chủ từ be là đi với tính từ nè. Wonderful flowers, bông hoa đẹp quá thì làm gì mình đây? Impressed. Impressed. Men. Áo dài. Áo dài là để làm gì? Different. Different from. Áo dài của người nam thì sẽ khác với áo dài của người nữ ha. Different from. Quần jean nè. Quần Vô học nữa jean. ba mình nữa vô học nữa ngày ngày kia nói Quần jean là
Sinh thì liên quan tới gì? Quay out. Wear out nhé. Wear out có nghĩa là bị nhanh. Mình mặc quần áo nhiều nó sẽ bị nhanh nheo. Wear out, wear out. Rồi, fast. Fast là nhanh nè. Nhanh thì đi với. Convenient. Convenience. Cuối cùng là trong chiếu. Câu hỏi ha. Reading về làm sao cô sửa nhé. Làm cho cô trang 12 nè. Connect là kết nối. Mà ngày mai tôi đi rồi cho nên là tôi phải ngắt kết nối. Ngắt kết nối là gì nhỉ? Thêm cái gì? Thêm gì đằng trước cái từ connect? Bạn nào dùng wifi mà chuyển sang chế độ tiếng Anh bao giờ chưa? Rồi, have something Not done yet? connected, not connected. À, không dùng từ đó. Disconnected à? This, Disconnected. đúng rồi, disconnected, have something done nhé. Have something done tức là cậu bay đi á. Have something done có nghĩa là mình thuê người nào làm gì đó. À, chúng tôi thuê người ngắt kết nối là disconnected. Into là giới từ đi với danh từ cho con nè. Exist là tồn tại nè. Exist. Existence. Ha. Exist là thoát chứ đúng không? Lối ra. À, sửa lại đề con không phải là exit. Exit là thoát, lối thoát. Còn câu hỏi gọi là tồn tại sẽ là exist. Tức là nó có chữ S nữa, nó có nghĩa là tồn tại. Rồi, tồn tại, existence là sự tồn tại. Allow là cho phép nè. À, anh ta có thể nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ. Allow. Bạn nào biết từ tiền trợ cấp không? Còn nhớ không? Không. Allowance. Tiền trợ cấp ha. Allowance, con đang định Ừ. nói. Ok. Tiền trợ cấp. Pollute là gây ô nhiễm nè. Dòng sông nó bị ô nhiễm. Tính từ gốc gì đây? Anh hãy đi. Bị ô nhiễm là inhale đi. Đi à? Dòng sông ở đi. Nó bị ô Đi đi. nhiễm. Nó bị ô nhiễm. Câu bị động đó. Dòng sông bị ô nhiễm. Polluted rivers. Vary là biến đổi, là khác nhau, đa dạng. Danh từ của vary là Various. various là tính từ. Various là tính từ rồi. Variety Đúng rồi, variety. Variety. À, variety. Get là động, động thì đi với tân ngữ. Tân ngữ làm danh từ của satisfy là gì? Satisfaction. Satisfaction. Đúng rồi, satisfaction. System là danh nè. Hay dùng tính từ cho con nè. Bạn nào chơi máy tính thấy từ đó không? System vậy á. System nè. Typically, chúng ta vừa system. Systematic. À, hệ thống. Anh ta là một cái người mà làm cái gì cũng phải theo một cái hệ thống. À, switch là ngọt nha. Mình không có được chia hai từ. Tức là mình chỉ có thể biến đổi cái từ đó thành một cái dạng khác thôi. Fruit. Rất là chủ nè, giờ cô thiếu động từ đó. Switch. Động từ nè. Switch gì?
Sweeten nhé. Sweeten là động từ, nó ngọt. Sweet là tính từ, còn sweeten. Còn nếu mà mình dùng sweet là không được, mình phải thêm be nữa. Thì cái dạng đề này sai. Dạng đề này chỉ được dùng một từ thôi, không được chia hai từ. Reside là cư trú, nó là động từ. Area là danh, chuyển tính từ cho cô nè. Ra Ở đâu không? à, từ này mới hả? Residential, à, dân cư. Residential area là khu dân cư. Residential area, khu dân cư. Knowledge, kiến thức, danh từ. À, cô ấy extremely tính từ. Tính từ của knowledge là gì? Biết không? Knowledgeable. Đúng rồi, knowledgeable. 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 Tiếp nhé, mẹ nào không kịp nói con dùng nhé. Rồi đi tìm lỗi sai. Hai mươi câu, mỗi bạn làm hai câu nhé. Bảo có một hai nè. Đúng rồi, con đoán là A. Hay, đúng rồi, tại vì use là quá khứ cho nên chỗ này phải là were. À, were. Câu số 2 C, sai ở Share. Tại sao nhỉ? C ạ. Động từ cộng với là trạng từ Đúng significantly. rồi, đúng rồi. Significantly. Động từ đi với trạng từ. Trang câu 3, 4 nè. Con thưa cô là sửa A thành Đúng rồi. Right, number one. Câu 4 nè. con nghĩ là sửa D thành better ạ. Better. À, as well á hả? As well là cũng như vậy. Nó giống như là À, cũng also, vậy. nó also. Vậy thì ở đây thấy từ environmentalist. Thứ nhất là câu này là tìm thì gì? À, sửa A thành subject thêm S. À, thêm S á, hoặc là thêm ED nếu như chuyện này xảy ra rồi. Còn chuyện này chưa xảy ra, nó ở hiện tại. Thì không, nói chung là không thể đứng nguyên được. Vậy một là thêm S, hai là thêm ED nếu chuyện nó xảy ra rồi ha. Suggested và suggested. Environmentalist nhà có một người thôi. Nhật Phương, câu 5, 6 nè. Câu năng chuyển nó mơ hát không hát được. Đúng rồi, harder, dạng từ ngắn. Number six. Chuyển B trước thành sách ạ. À, should, động từ giữ nguyên. Chỗ này sẽ là check. Thảo Nhi nè. Thảo Nhi câu 6, câu 7, 8 cho cô nè. Câu 7 ta. Khi mà nhìn vào không thấy sai chỗ nào thì đi tìm loại chỗ đúng loại nó ra. You still listen đúng không? Ừ, đúng ạ. Đúng. Còn B, C, D cái nào đúng loại ra tiếp nè. D với cả C đúng không? Đúng rồi, DC đúng rồi, vậy thì câu B sai nhé. À, during nó không đi được với mệnh đề, nó chỉ đi được với danh từ thôi. Nha, nhớ nha, during chỉ đi được với danh từ hoặc cụm danh từ thôi. Trong suốt cái gì đó nhưng mà sẽ đi với noun hoặc là noun phrase. Nó không được đi với mệnh đề. Ở đây mình sẽ chuyển thành when nhé. À, when hoặc là while.
trong khi tôi đang lái xe thì tôi nghe nhạc. Câu số 8 là gì nè? Wow. À, ít là nó, cái chủ ngữ là ít thì tính từ in đúng rồi. Câu này đúng. Tiếp. Cái này là custom, là phong tục của làng nhé. Phong tục của làng thay thế cái mới. Phong tục của ngôi làng, nhiều phong tục của ngôi làng đã thay thế những cái mới. Vậy thì từ once mà dùng từ new đúng không? Đúng nhá. Từ once là thay cho danh từ được nhắc tới trước đó. Custom là số nhiều nên nó sẽ là once. Từ one đây là chỉ là phong tục nhé. Mà phong tục là nó không thể nào thay được, mà là người ta thay nó. Cho nên là nó được thay. Nó được thay. Vậy thì câu sai sẽ là câu C. Mình phải dùng ở hình thức bị động. Được thay ha. Have been replaced. À, đi thi mà gặp cái câu nào mà nhìn hoài không thấy đáp án sai thì đi tìm câu đúng loại ra trước ha. Have been replaced. Đã được thay thế. Người ta thay nó thì nó được thay. Rồi, câu số 9 nè. Nhận là ra con hà đâu ấy, tất cả các bác sĩ họ làm chữ ký số nó không là ok Phúc nè. kiểu Phúc nè. con đưa cô là câu số 9 là how to make ạ. Còn How to make. câu Câu số số 8 là 10. village. À, câu Câu số số 10. cô không biết câu số 10 ạ. Ừ. Mình thấy là Phúc xem phim hả Phúc? cô không xem ạ. Ok. Rồi. Câu 10D nhá, tức là Wonders là cái gì, Hạ Long Bay gọi là gì ta? Kỳ quan nhá, của nó, dùng sở hữu nhá. Wonders, kỳ quan của nó. Đây sẽ là how to make. Đoàn nào? Có logo câu số 11 là xe ở wheel cho nên út ạ. Ừ, câu 12. Câu 12 xe ở chu go cho nên going ạ. Ok. Bảo Ngọc nè. C. C, didn't use, không có đi ha. Câu 14 này. Câu 14 là câu mong ước thì mình phải làm gì? Câu ước thì mình phải lùi thầy nhé. Will lùi về thánh. Would. Rồi. Hiền Anh câu 15 nè. Con đưa cô là sao ở đây ạ? À D. S thì sẽ đi với S ha. S tính từ S. Câu 16 nè. Hiền Anh câu 16 Đưa cô là A. nè. Rồi. Hen chuyển thánh. Good. Tông nào. Cô 17 là Enoch. Is not. Câu 18. In 2 Ai biết months là tình. trong. Đúng rồi, in 2 months là 2 tháng nữa. 2 tháng nữa đó là qua tương lai nhé. Trong vòng 2 tháng nữa. Thì chuyện thì chưa xảy ra. In cộng thời gian là tương lai. Tương lai thì dùng will. Will get. Rồi đây sẽ là was not. Câu 20, 19-20 nè. Trà My nè. Ở đây cô có what to do nhé. Cái gì?
Còn nhớ không? Từ để hỏi cộng với to go, what to go, where to go đó. Ở chỗ này sẽ là when. When to do, khi nào làm cái gì? What to do là làm cái gì? Khi nào làm? When to do. Có 20 nè. Use to động từ thế. To have, use to động từ giữ nguyên. Tới câu trắc nghiệm nè. There is a general. General là chung nè. Accepting là chấp nhận. Saying là nói. Recognition, công nhận. Undertake là đảm nhận. Trong đó general là một tính từ. Thì sao tính từ mình sẽ dùng cái gì đây Bảo? Sao tính từ dùng? Tay từ à? Danh từ, đúng rồi, recognition, câu C nhé. Câu 1 C. Câu số 2. Trang nè. Let đặt nè, situated nằm, seated được ngồi, stood ở đứng. Nhà hát và nhà hàng nó cách đây 5 phút đi bộ, tức là nó sao? Con nghĩ là B ạ. Đúng rồi, nó nằm ở đâu đó, situated nằm ở đâu đó. Important to, destroy phá hủy. Ignore là gì nhỉ? Không có khe, gọi là gì ta? Bỏ qua một bên đi, tức là Dẹp chuyện ạ. không, cái là kiểu ignore, không có để ý tới cái người đó nữa, gọi là gì ta? Mặc kệ à? Mặc kệ, mặc kệ, làm ngơ đi, làm ngơ đi. Ignore, mặc kệ, làm ngơ đi, không có khe tới người đó nữa. Remain là duy trì ha. Duy trì với preserve là bảo tồn à? Bảo tồn. Vậy câu này làm gì đây? Wonders là Kỳ quan, thế phải kỳ là quan thế giới. it is important to preserve the wonder of the world so that future generation can see them with their own Ok. eyes. Nó quan trọng để bảo tồn kỳ quan của thế giới để thế các thế hệ tương lai có thể see là gì hả cô? Xin là nhìn nhìn ngắm, Nhìn họ. tức là các thế hệ sau có thể nhìn ngắm các kỳ quan này bằng chính tận mắt nhìn ngắm ha, Mắt with tận their mắt eyes, tận nhìn mắt ngắm luôn. Từ đêm này là kỳ quan và từ đen này là của thế hệ tương lai nhé, future generations, bởi vì kỳ quan không có mắt thì chỗ đây sẽ là người. Rồi, you don't have to go to a supermarket for that. Just wait on the wait for a street. Street là trên đường. Đi ngang qua và mua. Mua Vendor ạ. Vendor. đúng rồi là gì? Là bán hàng Street. rong ạ. Quán hàng rong. Những người bán hàng rong. Quán hàng rong hoặc là người bán hàng rong. Would you like to live in a modern house? Ngôi nhà hiện đại hoặc là túp lều sao? Picturesque, đẹp như tranh nhé. Đẹp như Picturesque, tranh đẹp, vẽ. đẹp như tranh vẽ. Nhớ lâu lại nhé. Ơi, phương pháp sản xuất truyền thống của ngôi làng được truyền từ thế hệ tổ tiên tới thế hệ trẻ hơn. Truyền là gì? Pass it down. Passed Pass down. down, truyền lại. Rồi, solid là một loại chất rắn, được làm bằng khắc hoặc là định hình gỗ, đá hoặc là đất sét. Nó gọi là gì? Capture hảo cô. Đúng rồi, tượng điêu khắc ha, sculpture.
merit. Sự thăng tiến đang được dựa trên thành tích và Thâm niên à? thâm niên, đúng rồi, từ nào? Seniority. À, seniority. Seniority à? À, thành tích và thâm niên của người đó. Thâm niên tức là cái số năm mà người đó làm trong nghề ha. Bốn từ giống nhau, đi tìm từ loại, division, danh từ, thiếu. Được tính cờ ạ. Tính từ đâu? Administrative. Administrative. Cái loại phương tiện nào mà ngồi lên xong rồi người ta kéo đi nè? Rickshaw. Rickshaw. À, rickshaw. Xe xích lô ha. Village là ngôi làng. Tranquil là bình yên nè. Ngôi làng đó làm sao? Picturesque. Picturesque, đẹp như tranh. Lâu đài nằm trên vùng đất cao gần thành phố, và người ta sẽ tới đó khi thành phố này bị tấn công thì người ta sẽ chạy vào đó. Thời phong kiến gọi là gì? Citadel. À, thành lũy, citadel. Citadel. Xem phim của Trang Trung Quốc là biết ngay quá. Đúng rồi. Cái gì dài dài đó nha. Vậy Lý Trường Thành nè. Vâng. Ok. Curved roof là cái mái có hình vòm, hình cong ấy. Curved roof. Rồi. Cái kiến trúc, cái tòa nhà này nó đã từng là một cái gì có mái vòm? Nó là gì? Structure. Structure Structure. là một cái cấu trúc có mái vòm. Rồi tiếp theo ha. Cảm giác giống như là hơi thở của mình có thể bay đi xa. Vậy thì không. Spectacular. Spectacular, phong cảnh hùng vĩ ha, từ trên đỉnh núi nè. Câu số 15. Measures. Measure là gì? Giải pháp ạ. Giải pháp. Cần phải đưa vào những giải pháp. Tough là cứng rắn hơn, tougher, cứng rắn hơn để bảo tồn các di tích lịch sử. Nằm ở vùng biển, động từ nằm là động từ gì đây? Located. Located nhé, nhớ ha. Cái gì đó nó nằm ở đâu á thì là located hoặc là situated. Rồi, câu 17 Complex. nè. Complex. Complex. Khu Complex. Phức Hợp. Complex, khu Phức Hợp. Câu 18. Xem vở kịch xong về diễn lại. Về Role play. Exam role play là mình đóng vai, trên lớp gì đó, còn là xem xong rồi về diễn lại bắt chước á, bắt chước người ta đó. Act them out. Extended family là gia đình gì nhỉ? out. Đã thế. À, đa thế hệ, vậy là con Gia đình đa thế hệ thì tức nè. là Thế hệ, thế hệ. generations. Generations. Nhiều đích những thế hệ khác nhau.
Ngôi chùa nằm ở một nơi nào đó, nơi từ ờ nhé, thì cô loại câu A đi. Nằm ở Setting một à? à, Setting setting, à? đúng rồi, setting. Còn nhớ công thức này không? Impersonal là gì biết không? Câu bị động khách quan. Đúng rồi, bị động khách quan mà trên lớp là chị học có một dạng đơn giản thôi là gì? It is Expected. expected that. Đó, rồi viết lại hết luôn đúng không? Vâng. Rồi. Câu 2 là it chữ say là hiện tại It nhưng dùng to be là is that. Đó. that. Ở trên lớp đâu có học dạng hai đâu đúng không? Trên lớp học có một dạng một thôi đó. Bị động khách quan có hai dạng. Trên lớp ở Thật ra trường là học bằng cấp 3 của cô ạ. ok là loại bát lên cấp 3 không? Rồi. Hiện tại hoàn thành nè. It has. Hiện tại hoàn thành. Bị Biết động có thêm từ gì nhỉ? bin Been nhá. Been đúng rồi. Discovered. Discovered. Rồi. Ở đây. So là danh từ. Danh từ có nghĩa luôn cho nên mình phải thêm by tân ngữ vào nhé. Còn đây hoặc là people thì mình bỏ đi. Ở đây sẽ là by scientist, bởi các nhà khoa học. Rồi, scientist. Đã viết lại. Chấm 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 ha. Đi thi đừng có chấm 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 nha. Đi thi nhớ viết ra nha. Rồi, chỗ đây sẽ là it is expected that. Ủa đâu có đâu. Mà mình chưa học cái dạng kia mà. Mình chưa học cái dạng kia thì phải làm sao đây? Mình chia giống dạng này nhá. Đó thì đằng sau là professor là mình sẽ biến professor thành chủ ngữ. Vậy thì arrive sẽ chuyển thành động từ nhé. Chúng tôi mong là diễn ra vào sáng nay. Vậy thì chuyện này nó mong, chúng tôi mong người đó đến vào sáng nay, chuyện này trong tương lai ha. It is trong tương lai nhé. Tại vì expect là lo hiện tại. Expected. That chủ ngữ là the professor. Rồi, will nhé. Sẽ đến this morning. Còn không thì mình có cách thứ hai nhé. Mình sẽ nói là cái người này được mong là sẽ đến. Cái cách bị động thứ hai đó sẽ là professor. He expected to work to arrive this morning. Bởi vì câu 4 nó không có mệnh đề giống như ở trên. Trên này nó có từ that, xong rồi nó có chủ ngữ động từ nữa. Câu 4 nó sẽ là expect somebody to work. Thì mình chuyển thành hai cách ha. Đi thêm mà gặp thì cách này cũng được nè. Cách này dễ hơn. Còn chỗ đây mình lại không biết chỗ đây chia động từ chỗ nào. Rồi, câu 5 bình thường nhé. Câu 5 là động từ consider nè. Đây là chủ ngữ. Computer skill là tân ngữ. Chủ ngữ động từ tân ngữ chuyển về bị động của cô là tân ngữ nhé. Còn cái vế này là mình đưa ra đằng sau. Khi mình chuyển xong rồi mình đưa. Computer skills is considered To by be. many employers to be more important than work experience. Ok. Experience. Rồi. Cái câu mà nãy giờ cô quên chỗ đây yêu cầu bị động khách quan nhé. Vậy thì mình sẽ sửa cách một. Còn nếu như đề không yêu cầu bị động khách quan thì mình sửa được hai cách nha. Được chưa? Rồi cái từ consider nè. Tức là nếu đi thi mà gặp dạng này mà người ta yêu cầu bị động khách quan thì con phải chuyển về hình thức là that cái vế đằng sau nhé. Vế đằng sau nhé. Vậy nó sẽ ra trong tương lai mình dùng will.
Còn mình chuyển theo cái cách thứ hai, nhớ là trong tiếng Anh hôm trước cô có dạy cái câu thần chú là trốn nhân gian không? Còn nhớ cái câu đó không? Tức là Không ạ. không hả? Tức là nơi chốn đứng trước nè, nhân là người sẽ là bai tân ngữ, sau đó mới đi tới thời gian. Còn những cái mà nó không thuộc nơi chốn mà nó cũng không thuộc thời gian thì con phải cho nó vào đằng trước nữa. Vậy thì cái chỗ mà to be important than the work experience nó không phải là nơi chốn mà nó cũng không phải là thời gian. Cho nên mình sẽ cho nó đi trước cả cái này này luôn. Vậy thì nó sẽ đứng trước bai tân ngữ nhé. À, câu này cô sửa theo hai cách, nếu đi thi gặp mà gặp dạng này mà nó không yêu cầu bị động khách quan thì sửa được hai cách. Còn chi bị động khách quan bắt buộc phải chuyển về hình thức chủ ngữ will cộng với động từ. À, ở thì hiện tại nhé. Hiện tại. Hoặc là will hoặc là hiện tại đơn. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ này là expected, chỗ này là nó dùng động từ á. Ở thì hiện tại thì mình chi mệnh đề sau ở hiện tại hoặc là tương lai nhé. Rồi, cô dùng câu bị động khách quan trước là many employers consider. Sorry. It is considered. Rồi, bởi many employers. Rồi mới tới that. Chủ ngữ đằng sau cô lấy computer lên. Computer skill lên làm chủ ngữ. Rồi, động từ important là tính cho nên từ be này sẽ chuyển về hình thức bị động to be nhé. Rồi, chỗ này sẽ là are more important than work experience. Rồi nếu như đề này không phải là câu bị động khách quan, nó chỉ là câu động bị động bình thường thôi, thì cô sẽ lấy computer skill ra làm chủ ngữ ha. Các bạn know coi có chỗ nào know xong á, cô ghi trên này luôn nhé. Rồi, cách thứ hai nè, cách thứ hai không phải bị động khách quan nè. Sẽ là tức là sao, đi thi mà nó cho mình cái từ này mà nó cho sẵn cái từ computer thì sẽ viết cách thứ hai, còn nó cho từ ít thì trước thì mình sẽ viết theo cách thứ nhất. Computer skills. Chỗ này chữ nhiều nên không có dùng is consider mà là are consider. Bởi vì computer skill là số nhiều. Còn lại mình viết lại thôi nhé. To be more important than work experience. Rồi còn lại một dư một tờ nữa sẽ là gì? By employees. By many employees. Employers. Rồi hôm sau cô sửa tiếp cái đề này. Bạn nào chưa in thì nhớ in nha. Bạn nào chưa in thì nhớ in. Cái này là trang 16. Sau mình sẽ sửa còn dư trang nữa. Nghe cô dặn nè, bài tập về nhà nè. Hôm trước là mình đã quay video rồi, cho nên là hôm nay không còn video để cho mình quay nữa. Hôm nay bài tập về nhà thì làm bài. Còn lại trong sách đó. Làm cho cô bài 8, 9, 10 nhé. 8, 9, 10. Bài 8, 5 ở trang 133. Cái thứ hai nữa là in thêm cho cô một đề nữa. Lát cô gửi vào trong group nhé. Cái đề này là toàn là câu trắc nghiệm từ vựng thôi. Hết từ vựng của bộ của 6 unit từ 1 tới 6 luôn. In để lên cô sửa bài nhé. Lớp mình cô sửa nhanh để mình ôn bài thi nhé. Rồi, cô ghi là in đề. Nhớ vô lấy in nhé. Chứ bây giờ mình học mà mình quên in, mình ghi trong vở rồi về. Cái đề bên, cái đáp án bên rất là khó ôn. Được chưa nè? Nhớ làm bài 8, 9, 10 thôi rồi in đề. Tức là hôm sau cô sẽ sửa bài 8, 9, 10, sửa thêm phần trong này. Còn thời gian thì cô sửa cái đề mà thứ hai. Còn nếu không kịp thì cô để qua, tuần sau cô sửa tiếp. Là cô chỉ ôn cho mình đúng hôm nay, thứ bảy với lại tuần sau. Là cô ôn muốn 3 buổi.
tuần sau làm kiểm tra và còn nửa thời gian của ôn á. Rồi sau 3 buổi này là mình quay lại mình học cái cuốn này tiếp, rồi con về tự ôn trên trường tiếp nha. Và bạn nào xong thì nghỉ ha. Bà cô. Con Con chào chào cô. cô. Chúc cô ngủ ngon.